Ai sợ. Thôi cho ăn trước. Cho ăn trước. Ý. Oàm. Ngon không? Ngọt, ngọt. Từ từ ăn á. Hải nó trả đũa nè. Hello, chào cả nhà nhé. Chào cả nhà buổi sáng. Chào cả nhà buổi sáng cho cả nhà xem cây ớt của mình. Cây ớt của mình đẹp chưa? Đấy. Đấy, bữa ăn sáng của mình nhé. Hôm nay là mình làm cái clip của này, vừa đi ra chợ và mua cái lưỡi lợn cả nhà. Lại luộc bánh tiết canh. Đấy. Hải lại vừa đi làm về dày mưa này. Làm lại gọi xuống làm xuống ăn sáng làm luôn cái clip mua cái đĩa cái lưỡi lợn to lắm, nó đang cạo dưới kia, đang trận đang cạo. Mình nên đi kiếm mấy cái rau thơm rau thiết. Lại tiết canh nông lợn buổi sáng. Trong này hết nếp tiết canh rồi. Các anh em đi làm hết nên là nó không làm cho mình được video tiết canh. Đang bảo làm ăn một mình thấy nó điện ngay vào đây xuống luôn. Mình lại ra mua cái lưỡi lợn to lắm. Lưỡi lợn hơn 1 cân. Luộc bánh tiết canh. Xong rồi kiếm được ai nữa. Mưa này tí nước khuống thì mấy người may ra là có trúng được người nào trúng. Đẹp chưa? Mới sáng sớm là có cái bông hoa đẹp. Rau cần. Thích rau cần quá. Đấy, cả nhà. Ăn cái thằng nớp nó nên cái nớp này già vẫn còn. Thì ăn sống ăn ghém nó không hết bấy đâu. Đây nó còn có hoa này này. Sáng bình minh mới mưa xong mái ngói rửa sạch sẽ trơn ru đỏ tược mái ngói đỏ. Này, cái chanh với rồng mình lại chia sẻ cả nhà đấy, lần nào quay mới quay để vừa làm kỷ niệm nữa cả nhà có nhận không, để theo dõi ra mầm rồi này, ra mầm lên lá xanh này. Đấy, không biết nó có còn sun nữa không. Đấy, vừa rồi mấy ông bảo là cho vôi vào gốc, mình sẽ cho vôi vào đó gốc, bôi cả một thân cây nữa. Tưới nước gạo. Đấy, các ông ai bảo gì là mình làm đấy, hở ra là ra mình cắm bừa các cái cây này, cây ớt rồi cây sâm rồi cây dâu rồi, cây hoa đỏ này. Cái này cắm cành nó cũng lên cả nhà, dễ lên lắm. Đây này, bẻ cành cắm nó cũng lên cả một cái thân cây này, mình cắt ra cắm cành đây. Cắt ra có hoa mình cắt. Cái này mình đắp đất vào. Cao lắm. Cái chanh thì tốt chứ. Bắt đầu cái này chắc là sống chăm tốt này, ra nọc ra lá này là tốt rồi cả nhà công nhận không? Chanh có quả. Vườn rau của mình hai bên tươi tốt, trên này chỗ nào cũng tận dụng hết. Vườn rau sạch, rau chuyên rau thơm. Đấy, ông cò ông này đang rỉa cái lưỡi lợn đấy. Đấy cả nhà, lưỡi lợn to chưa? Đấy, đầu với Hải nó trần nước nó cạo sạch rồi đấy. À, thằng này nó có kinh nghiệm cạo lưỡi lợn cả nhà. Mình hôm xưa mình không biết, đi luộc cái tầm 5 đến 10 phút nó càng sát vào đây, nó chỉ dúng qua nước sôi một tí thôi nhá. Mà nó cạo sạch bong luôn đây này. Đấy. Tay Hải này công nhận nó giỏi thật đấy. Tao thấy cái bọn nó bảo nó luộc mấy phút ấy. Nếu mà cạo chín, luộc chín nó xác. Mình thấy nó dúng vào phát nó cạo nó sạch bong luôn rồi. Đấy. Giỏi, thằng này được. Đấy, cho vào nó luộc cái này hơn 1 cân nhá. Có mà đánh cái này ăn có phải hàng vài người ăn. Đấy, nhưng mà nó rạch nó luộc, như nó rạch đằng nưng kìa. Chứ không phải rạch được mặt trước này đâu. Rạch luộc cái nhanh chín. À, đã luộc xong rồi nhá. Cạo cái lưỡi này. Đấy, xong bắt đầu là đầu với Hải cho vào băm. Băm đi. Luộc cái nòng như nữa là xong, luộc lại. Cò đừng đánh bông nữa, tội nó quá. Cò suốt ngày đánh bông. Đấy mà đập gừng nha, hôm nay là đánh bằng gừng nha cả nhà nha. Đấy. Gừng băm thập nhuyễn, cho nó băm bổ nó đánh lưỡi lợn, hôm nay ăn lưỡi lợn. Nòng lại cho vào luộc lại tiếp này.
làm mấy miếng rồi ít ăn, chủ yếu là tiết canh hải mà không lấy lòng, không lấy lòng bà tươi mà còn lâu vào cho tiết. À, mày chơi ác tao, tao đi bắn lòng mà đi ra lấy tiết về đánh tiết canh. À quên thánh ớt đây rồi, thánh ớt chào ngay. Đấy. Đấy, hôm nay lại khua được thánh ớt đây này đấy. Bây giờ nhớ ra. Hôm nay rảnh rỗi. Đấy, ngồi canh bát tiết đi nhá. Cắt cơn bia trước đi. Đấy. Đấy. Ở đây là một ông từ Tây Bắc gửi về cho mình nè, chuyên để uống này. Bình kia hết rồi kìa. Đấy 40 lít tiền. Đấy cả sáp nhá. Bình ở giữa màu vàng kia, cả nhà xem bạn nào tinh về mật ong sẽ đoán xem mật ong gì nha. Còn đây là hai cái tổ ong mật thường. Đây ong mật thường, còn cái mật kia kìa. Ăn anh em con cháu nào ăn đến phúc pha uống thay nước chè. Hai bốn vừa rồi cái hết cái bình kia vẫn vứt kìa. Này, lấy tiếp hôm qua xếp tiếp cái bình ong đặc biệt kìa. Đồ nóng hổi. Còn đồ nóng hổi nha, vừa thổi vừa ăn súp này. Lưỡi cuống họng này, cuống họng lưỡi ăn nó ngon này cả nhà. Này thánh ớt à, thánh ớt là đừng lại đừng nghỉ, có tí mưa nó mới được nghỉ cả nhà. Nhiều bạn các bạn là gọi thánh ớt về đi, gọi làm sao được, người ta còn phải đi làm ấy. Mình cứ chia sẻ này có đấy, chỉ có mưa hoặc là công việc gì nhỡ thì mới được nghỉ gặp nhau thôi đấy. Anh mình cứ chia sẻ là anh em con cháu như mình như là nó, ai nghỉ thì mà dỗi dãi đấy thì mới bảo làm được, bảo ăn cùng với mình cho vui thôi, chứ còn việc là việc của mình mà mình làm là chính đấy. To này mà à. Hôm nay là đánh lưỡi các dâm gian cả xóm nhỉ, cái giống bằng tiết canh này cả xóm nghe thấy nhỉ. Ấy ấy còn với bông con là diễn đấy, hai thằng này nó hay diễn tuồng với nhau lắm đấy. À, thánh ớt hôm nay là nướng ớt. Nướng ớt. Đấy. Hôm nay nướng ớt nướng hành nha cả nhà nha. Vừa ăn đi, trong nướng mười quả nhưng mà đối với Hải mà nướng ít thôi. Nướng đầu với Hải là ta mới ăn hết. Với ông móm còn Hải là ngồi nhìn, cho Hải ngồi uống rượu lưỡi thôi. Thái lưỡi nợ nhưng mà không được ăn lưỡi nợ, chỉ uống rượu lưỡi thôi. Tao sao? Đấy lại bắt được bông móm là vợ mình nên tóm được rồi. dám là sáng sớm đã đi đánh cờ với nhau, khiếp thật. Bông móm nhà mình cái gì cũng biết cả nhà. Cờ người chắn cạ rút xì ba cây không thiếu một cái gì, rất giỏi ý. Tí trộn đều nó chia ra bát, hành ớt nướng nước gừng các kiểu con đào điểu. Đó. Đang bảo anh em con cháu ăn tiết canh ở nhà quen mồm rồi, ra quán nào nhà các bố đớ mồm cũng cái bộ bổi ở nhà là nó ngon rồi cả nhà, ngon là mình đánh nó chuẩn chỉ ăn nó đảm bảo. Cò mấy bông lại đánh nhau đi. Hai thằng lại vào chiến đấu đi. Đấy, vào chiến đấu tiếp đi, cò vào chiến đấu đi. Đấy. Ớt đang trộn bổi đều lên miếng ớt nướng, hành nướng đang trộn đều, còn mình bắt đầu đến giờ đánh mình bắt đầu tráng bát cho cả nhà nha. Tráng bát đi. Mình lại rót thêm nước sôi vào nữa này. Đấy. Đấy. Từ này cho hai xì chính thôi nhá. Bây giờ mình tiếp tục mình tráng bát đi. Bát đi ăn cơm vật như vẫn là tráng cho nó nóng, nóng chân bát. Có cái siêu này tiện hết rồi, nhanh đun nhanh lắm. Người cái tội bát vỡ là do cái nước nóng. Mua hết cái bát sành chuẩn 100% này còn. Có bộ bộ đấy mua trên mạng ấy, quảng cáo hàng sách tay từ Nhật về đấy cơ. Tôi đừng bao giờ tin tưởng mua của cái bọn trên mạng, toàn bọn lừa. Mua quả thuốc viện cho một quả xốp, nhưng gặp tao thì không lừa được. Gặp tao này là dân trồng cây thuốc viện từ nhỏ. Lừa nhau này. Lưỡi nợn các kiểu, ớt hành nướng. Hành nướng ớt nướng hôm nay ông thánh ớt ông bảo nướng cả ớt cả hành vào nhất trí, nhưng điều các bạn là phải chịu khó nướng thôi. Bắt đi 490 cái quả này đấy. À thế ta cứ tưởng đã hóa hóa ra thế là đúng giá. Thấp. À biết đâu tao cứ nghĩ thông thường như mọi khi là chỉ có 300 mới hơn 300 thôi, nên bảo là 490 cái tao lấy hai cái. Nó có nhiều loại đấy. Hai cái 1 triệu hơn gần triệu. Có nhiều loại. Còn là 1 triệu hai cái. 30.000 là 100. Ui nhà mày gần chỗ chợ máy xay như ra đấy mua rẻ không 100.000 bốn chiếc.
Rẻ. Tao bao năm nay có mua mà quần áo vẫn đầy tủ. Còn những quần áo thời thanh niên thì bây giờ cho đeo anh mặc, tại vì nó cái quần áo người mình nó to cao, toàn đồ hàng trắng, quần áo xịn, nên là người ta không mặc được. Như lao động ai mặc cái đấy. Nếu mà xài cái đồng vụ luôn rồi. Đồng này. Đồng này. Úp bát được cái này. Đấy cả nhà, xong rồi chào bánh Tức Anh thì nói chung là cả nhà không phải nói nhiều. Tức Anh của biển thì nó không nói nhiều. Đông, độ đông. Cái đen đen đây nhá. Là ớt nướng hành nướng ấy. Đấy như đấy. Tóm lại là biển đánh thì nói chung là lúc nào con cháu anh em nhà mình người nhà mình luôn luôn thì thích biển đánh Tức Anh. Đấy, thêm mời cả nhà nhá. Nóng lợn Tức Anh buổi sáng hôm nay là có thánh ớt đến giao lưu nữa. Lâu lâu mới gặp được thôi cả nhà. Thêm mời cả nhà ăn sáng cùng với nhà. Tiết canh một nửa đó. Hành nướng ớt nướng. Mời đây, mời thánh ớt cái nhá. Mời cái này vô. Các thánh Tức Anh mời thánh ớt cái. Tao lắm gặp. Thế hết. Hết rồi. Cả cái. Tóc đít kìa. U sời ơi. Lắc cái. À, đây rồi, đỡ nắc nhọc à. Ui giời, Hải. Ui giời, Hải nóng đeo dày lắm. Ui, chào buổi sáng. Đây. Đây à. Ai bảo mày múc cái ai múc. Đây cả nhà hết rồi này. Thật. Gặp chú Duyến mà cho xong tội ngay. Xin mời cả nhà vô. Nhắm lại. Nương ngày thật đau, tự tay làm tay làm hàm nhai cái gì đó. Tự múc nhiều thì còn kêu chán đầy. Thế cuối cùng ấy ớt đấy. Đấy. Ớt này cả nhà đây. Thánh ớt đấy là phải chuẩn bị cho ớt là phải hàng đầu. Bữa nay chưa có khế nhỉ. Chưa. Mấy hôm nữa. Khế bây giờ mới đang ra hoa. Rồi đấy. Lại thánh lại đây này, đây cũng lại muốn làm thánh ớt này, thánh móm lại còn muốn làm thánh ớt rồi đấy. Cũng nửa quả. Hiệp qua này muốn đua chứ dạo nào thánh ớt à về cái tội vào nhà cả nhà thấy vợ con mà vợ cứ bảo là xem tivi cứ mở thánh ớt cười sặc, thế bây giờ ăn ớt lại mở ra không cho tha đang chia sẻ cả nhà đấy hết đi thôi 50 thôi rồi hết thật à uống thế là ăn nó ngon được bố ạ. Ba cái đầu hết đi. Ba cái đầu, còn 10 riêng xong. Cảnh nữa là hết đi. Cảnh năm ta phải ăn miếng nọng. Cái nọng này là cái nước giấm này là chấm lại xong chấm thoải mái là không phải nước mắm mặn đâu nha. Đối với Hải phải chấm thì không cay rồi. À gọi kiểu nước chấm này rồi uống. Uống. Ông móm kìa. Tội nửa quá ớt mà đấy, khổ quá, hay ho gì. Cũng muốn làm thánh ớt rồi đấy. Đấy. Thì cứ cái này thanh nhũ múc. Bụp nồng non ăn được quá ớt đấy à, từ hồi thấy cái ông này nên hình mấy lần cứ xem cũng về nhà bắt vợ dòng ớt thật lực hai cây to tướng không cay nhỉ bình thường cái hết cái đất thì ăn hết cái này à đất cắn tận gặp gặp ông móm cảnh sát này bắt bắt sống ăn cái bố ăn mạnh là cho uống ít thôi. Tỏi đây. Khỏe, ăn rất giòn nha. Ớt ớt phải chấm mình dầm ra. Giòn tan. Riêng ớt. Ăn tỏi ngâm giấm với lại rất tốt. Tốt mà. Chúng qua là cái bố là người ăn dân là mình người ăn là vì lý do là sợ nó hôi. Ở nhà em bạn sống. Rồi con thứ ba là hết đi. Hết đi. Ba cá đầu tiên hết đi. Còn mời riêng xong. Tam tứ ba lần. Riêng chay ớt là cháu thì giòn 30% công lực. Không. Ba một cậu Hải ba một cậu là diễn đứt ngay cái hành nhặng xịa đầu mâm chấp được ăn được à chú cháu mày thằng nào cũng giỏi rồi kiếp qua hoàn quá phục này đi chấp đôi luôn chấp đôi à ở đây cứ tự sửa đó phá trước đừng cứ tự sửa theo đó. Theo luật lệ đương nhiên chú Xuân chú ra cái luật lệ phá trước này phải bắt cái cành cốc rượu đầy đủ mười ngày yêu tỏi này ớt theo mình vậy. Mình cứ chia sẻ là người ta ăn được thì là người ta ăn được thì mới ăn nhé. Chứ còn cái này giả dụ như mình mà không ăn được và ăn thế này chắc cũng không có đâu. Chẳng dại gì mà ăn. Cay lắm. Nó như thế nói cho nhanh. Tuyệt vời không mà trời. Chưa đủ cay. Chưa đủ cay à? Ui giời vẫn chưa đủ cay. Nửa quá vẫn chưa đủ cay. Nậy hồn. Đấy. Đấy.
Đây đúng lúc này lúc bị lớn rau này đây kia. Đừng phá tiền. Phá tiền rồi, thèm quá. Còn tiêu có tiếc không? Thế chú ăn thèm quá. Ngày đâu, tiêu không đủ. Nhà mình này mua họ tiêu ăn được nắc cả lăm này, tại chú có ăn mấy khi được. Mời cả nhà thưởng thức món. Ơ từ từ. Tiết canh nữa lợi. Từ từ. Đã phá chén đâu. Từ từ. Ai sợ. Cho ăn trước. Cho ăn trước. Ý là chú Duyên mày bảo là phải cạnh cái đấy trước đi. Cho ăn trước. Cầm lên á. Tuyệt vời một trời. Mày xoay luôn cho tao cả. Ok. Mới anh em ba bát. Biển. Hai mâm đấy, mới anh em ba bát. Có hành nướng mà nó thơm à? Có hành nướng à? Ngon là thế. Ui giời ơi, cho ông cho chế độ xe hạt to rồi này. Thế là hạt nhỏ. Cứ quay nốt đi. Rồi. Thôi xin bác ở nhà vô nữa, mời bác món cái nhỉ, nó nóng không ạ? Dạ. Tóc đi. Tóc đi. Cái mè này dùng chỉ gần 2% công lực rồi. Tuyệt vời. Không, từ cho ớt là đã. Cho bác món review trước đi. Tình quá. Thế này gọi là hai thanh ớt rồi. Cũng kém gì Duyên đâu thấy chưa? Cũng lại nửa quả. Cách để cây. Cây canh dạ cây à? Oàm. Ngon không? Ngọt. Ngọt. Được. Quả ấy. Thánh ớt thứ hai mà tranh giành danh ngôi với thánh ớt đây rồi. Thế nên bảo cứ anh em ở trong nàng nó bảo cứ xem các. Ôi, có chết rồi. Ăn á. Hải nó trả đũa rồi. Từ từ ăn á. Ăn á. Hải nó trả đũa rồi. Nằm ngon tiết đẹp. Chưa được cay. À, chưa được cay à. Ớt chấm nước mắm ấy cả nhà. Úi giời. Chào màu ăn ớt. Rồi chú. À, chú cho mày cái kèn này tao lại phải tranh thủ ôm mấy miếng nong ra non đồng cộng nó ăn đi. Đấy. Đây này. Đồ ngon ăn trước. Đồ ngon ăn lợn ăn nó ngọt thật. Mày ăn thêm tỏi vào. Ăn nữa ngọt thật. À quên đúng không ăn tỏi. Tỏi ngon. Mời nhà nhá. Nhanh đi, chạy đi. Chạy ra mày. Đây. Bằng móm này. Đây cũng là thánh ớt này, chứ không phải thánh cái cành nữa rồi này. Đấy. Cây đối ra này. Một quả ớt to này, làm hai miếng này. Bây giờ. Đúng cái này. Bây giờ là ăn được cái cả nhà, cứ gặp nhau rồi ăn được hết tại cái ống ớt này. Bây giờ cái ớt lại nên ngồi. Thánh ớt nên ngồi. Không cay à? Mai mốt ớt bán đắt nòi mắt ra nữa thôi. Nha. Ôi, năm mươi đâu nhá, để ăn nó ngon đấy. Tóc đít đi. Tóc đít, chưa được nửa cặp rồi ông ạ. Tóc đít đi. Tóc đít được cả nhà cái này. Là ngon, cái đẹp đấy. Cái đùi. Ăn đây, nóng ngon, cái đẹp đây. Bây giờ ăn nóng non thế này. Ở đây, cả nhà này. Riêng biển, mình cứ chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà cái này nó chung là cũng khó. Như biển là phải có cái đầu đây này. Cái lòng già cả nhà đây này. Là cái lòng non nó mọc từ đấy nó nút ra. Thế thì mình mua được cái đoạn nòng nòn là cái đây này, gần là phải có. Đó, người nhà mà, hơn nhau cái thế thôi. Nòng ngon tiết đẹp. Đây là cảm hơn không phải bảo đấy là cháu nó không tiếp. Đem đi. Ớt phải nên ớt mà mua thanh ớt là phải ra tận cây dứt luôn rồi. Còn cả cuống nha. Đến người ta bảo chỉ no cái gì no rượu no mồi có ớt chưa khổ lắm đến cái là đấy 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 cả nhà đã hết bát rượu đầu cái Hải lại đi đúng rồi cầm cả đấy đây đông cầm cả đấy rót lên đấy một mình một đống ớt ta nói như thế này nha bây giờ chúng ta kiếm được cái bộ đồ đấy chúng ta lại không có người ăn mày biết rồi đấy. Như người ta làm trong tem ấy, có tem là mới thằng làm nhau ấy, thì nó là chủ động là như ta là thợ nó là gọi rồi, nó này là có bộ bịa ngon đấy này nọ các kia ấy, nhưng mà chịu thôi, có người ăn đâu, như thế.
Thế là rất khó, nhưng mày bảo là em ăn được, nhưng ăn được nước ta có thì mày lại không có nhà. Đúng rồi. Đó, như thế. À, không có ông này, thế ông này ông lại không ăn được. Thế này có ông, không có ông này. Thế là cái món người nọ ăn được thì không có người kia nên khổ đấy. Đúng. Đúng. Nói chung là cũng biết hết cả, nên ăn cái gì lạnh thơm mà nó lười, chúng ta làm cái mình ra làm theo cái khẩu vị của làm luôn. Nhưng mà có giận đối với Hải mày ạ, mồm rộng thật. Bố biết hết các thứ này, mình mồm rộng lắm luôn. Cháu chỉ hai phát rồi. Nhưng mà chúng mồm rộng lắm thì chúng phải 500 nhân. Ngọt mát nâu đồng ăn, nhưng mà nâu đồng ăn còn ngon. Ngon, ngon thì tiết điện đi. Đồng quá. Mình cứ tỏi này, mỗi miếng hai miếng tỏi này ăn mới ngon. Tỏi giòn lắm mà này, ăn giòn cốc. Răng này sao chuyển sang lưỡi lợn rồi. Lưỡi lợn này, lưỡi lợn này, lại nói mà lưỡi lợn đau không có ấy. Tuyệt vời. Nào, quánh cái nước nhờ chú nhờ. Quánh cái phải bánh tốt mồ hôi. Ăn đổ mồ hôi. Vã mồ hôi cả nhà. Nhưng mà nó ngon. Ngon. Ngon này, bụng đi, hẹn lại tỏi bạn, cứ ăn tỏi nhiều vào các bố ạ. Tỏi chả biết bổ ăn bổ dương, cái khẩu vị của mình là cứ thích. Đúng rồi, tỏi sống ăn được mà. Hôm nay mới khi thấy ngớt đến đây không là bình thường. Hai chú cháu là quánh của bát tô rồi. Nhưng mà từ ai mai hành nướng ngon nhỉ? Hành nướng, cơm nướng. Đấy, cả nhà, mình cứ cái đấy. Riêng cái tức canh ở quê mình là cái hết ăn đầu tiên. Đẹp. Đấy, như thế. Để ăn nó thoải mái. Hai ba. Hai ba. Ba thứ ba. Kèn. Kèn là ba thứ ba. Kèn. Kèn. Mới này yêu. Đây à. Cái nhà các bạn lâu lắm không thấy cái thánh ướt xuất hiện. Mày thấy nó xuất hiện gì không? Nhưng mà cả nhà yêu quý có thánh ướt bà anh biển là thánh ướt về giao lưu nhiều ạ. Một nay một đăng ký kênh ủng hộ mà không chia sẻ nhiều. Bốc vác à? Bạn cũng phải bốc vác, đăng ký chia sẻ cũng phải bốc vác này. Anh ướt chỉ thích ướt với cái canh không? Ừ. Lòng không thích không? Đa số là dân mình người thích canh hàng đầu. Là anh bạn ngay hết bố tiết. Cháu đi nhiều nơi đấy, nhưng mà cháu không. Ta và xa đồng cơ là đi làm xa thèm cái canh dài quá. Đọc vào có mẹ các bạn bảo là nhớ thanh ớt quá, mà thanh ớt trở lại nha. Thanh ớt đã quay trở lại rồi cả nhà ơi, cho thanh ớt một nay mà đăng ký kênh ủng hộ đây. Lại hài hơn dường, đúng hôm nay hài hơn này, cháu lẻ đây, cháu nhìn thôi cháu còn toát mồ hôi chứ đừng. Ừ. Làm như thế ăn được. Cái gì? Cần để tao đút cho mày cái này. Quằn hết một nửa. Một nửa. Bình thường mà. Đây là ăn được thì tao ăn nha. Chứ không phải là một cái bảo là tao đi đi. Tao đi nào về đấy. Ờ, đấy. 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 Tao món rồi, tao đi. Tao đi đấy. Tôi cho bác cái bác về. Cái bác về bác còn đi rất dưa để xuất khẩu nhập khẩu nữa, người ta đang hối. 3 4 mẫu chưa. Ấy da. Chút người cái bi ngọt không? Cánh tay ngọt nhỉ? Cánh tay cái bi đấy cả nhà, hôm nay mình lại chia sẻ này, làm cái video mua cái lưỡi lợn, cháu Hải mới gặp thanh ớt nữa đến giao lưu. Cháu Hải đi làm lâu lâu đi làm về là điện là cái lưỡi lợn nồng lợn đánh cái canh ăn nó ngon hơn thôi, bia nó dài, hẹn cả nhà hôm sau các nhỉ. Chào nhà. Nhà rất nhiều.